Bạn có thấy cái núi đó không? Ờ. Vậy bạn biết câu chuyện đó không? Bạn kể cho mình nghe đi. Cái đỉnh núi đó ấy được gọi tên là đỉnh núi Lang Biang. Mà ở Đà Lạt này á, có nhiều câu chuyện tình buồn á nhỉ? Riêng chuyến bay này là một chuyến bay rất đặc biệt. Tất cả các hành khách của chúng tôi, họ chưa hề gặp nhau. Em xin thiệt không? Đâu, cái này là cảm xúc thiệt nè. Cảm xúc thiệt nè. Đó, thích gì đâu. Chắc Minh Thanh ơi. Dạ. Thanh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Anh không chấp nhận chết luôn đời thừa. Xin được chào đón quý vị trên chuyến bay của hành lý tình yêu The Backit Việt Nam. Tôi là Thành Trung, cơ trưởng trên chuyến bay tình yêu này. Tất cả các chương trình truyền hình á, thì người ta hay nói rằng là coi vậy thôi chứ không phải vậy. Nó có vẻ là không thật, nó chỉ là cái trò chơi thôi. Nhưng tôi không nghĩ cái chương trình này nó như vậy. Có những cô gái và những chàng trai lên đây muốn có một cái khát vọng là muốn kiếm người thật. Rất là cảm ơn các bạn nam vì các bạn dám đưa ra những cái tật xấu, những cái bí mật mà không muốn cho mọi người biết. Em thấy á, chương trình này nó thật, cho nên cái cảm xúc nó vô, nó sâu lắm. Không phải chỉ riêng em mà quý vị khán giả ở đây cũng vậy luôn. Em nghĩ là sẽ rất là nhiều người yêu mến chương trình. Bí mật đầu tiên là anh hay ăn miếng trả miếng. Đối với em, cho dù người ta có đối xử tệ với mình cỡ nào, mình sẽ dùng cái sự bao dung đối với họ, đó mới là cách trả đũa tốt nhất đó. Cái suy nghĩ này của anh nó hơi là bảo thủ. Thứ nhất, mình là đàn ông, mình nên bao dung, mình không nên như vậy, không tốt. Em không thích cái điều này đâu. Mỗi ngày anh chỉ chi tiêu 50.000 đồng. Thực ra cái số này có khi là còn quá to đó chứ. Anh ăn sáng chỉ cần 25.000 thôi. Rồi ăn trưa là 20.000. Đó, là thậm chí còn dư 5.000 để tiết kiệm ấy. Ghê chưa? Rồi không ăn tối hả? Cảm thấy là anh nó khá gọi là chắc chắn. Người ta gọi là căn cơ. Đây là lúc bạn độc thân. Nhưng lúc yêu hoặc có gia đình thì bạn có nghĩ rằng số tiền này đủ hay không? Nếu mà có người yêu đúng không? Thì sẽ, anh sẽ tăng cái hạn mức đó lên thành 75.000. Oh my god. Em nghĩ là ô cái vali đi về luôn cho rồi. Ôi. Ôi. Em đánh giá về Minh thế nào? Đầu tiên là rất là tốt bụng. Cái sở thích lớn nhất của mình đó là đi làm từ thiện. Đi làm từ là thiện? Tuần nào mình cũng đi làm từ thiện, phát cơm cho những người nghèo, những người kiểu như ở các bệnh viện. Mang và giúp đỡ được bao nhiêu suất cơm cho những người nghèo? Khoảng 500 đến 1.000. 500 đến 1.000. Tới 1.000 suất. Dạ, đúng rồi. Tôi đang định gọi bạn là hành khách tiết kiệm. Nhưng với những gì mà bạn thân của bạn chia sẻ thì tôi bắt đầu phải xem xét lại rồi. Cái chương trình này nói thẳng yêu thật là mình cảm thấy rất là phù hợp.
nghĩa là ông bà hay nói câu á, mất lòng trước được lòng sau. Cái này là chương trình để thể hiện lên câu đó. À, bí mật của mình là được khơi lên chương trình á, được lên showbiz á, thì mình nghĩ là sẽ có những cô gái cảm thông. Và người ta nói mà, nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn mỹ cả. Khi ban cố vấn nhận xét về bí mật của mình cảm thấy rất là tốt, rất là hay. Mình đang rất là cần những người bươi tật xấu của mình ra. Mình rất thích, thậm chí là mình còn tuyên dương những người nào mà trong công ty nói tật xấu của mình nữa. Anh không quan tâm ngày sinh nhật của người yêu? Không hề quan trọng. Thực sự là nếu bạn tìm được người đàn ông mà gọi là đúng mực á, ngày nào cũng là ngày đó đấy. Em không biết mọi người đây như thế nào, nhưng riêng đối với em á, ngày sinh nhật là một ngày rất là quan trọng. Và em sẽ cảm thấy rất là buồn luôn nếu như mà anh, người yêu nói rằng anh không quan tâm ngày sinh nhật của người yêu mình. Thì khác nào cái ngày mà em sinh ra đời hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh hết. Em không thích lắm. Và cái bí mật của em thì đúng là có thể bí mật này khó hiểu và cũng rất là khó để chấp nhận. Nhưng em nghĩ là khi anh này thật sự được yêu em và tin em thì anh này sẽ đợi em. Mình phải biết đối diện vấn đề của hai bên và mình có chấp nhận được hay không. Và đừng yêu cầu người ta phải hoàn hảo, tại vì một khi một người hoàn hảo thì không phải là con người. Con người phải lúc nào cũng phải thiếu một cái gì đó. Em muốn yêu anh thì phải vượt qua 4 bài kiểm tra của gia đình anh. Ừ, căng quá, sao nghe cái là tự nhiên nó bí, khó thở quá. Trời ơi, không có phải là người Hà Nội nào cũng vậy đâu à. Thực ra 4 cái bài kiểm tra của gia đình này là nó đã diễn ra, nó thành một cái truyền thống ở trong gia đình em rồi. Bài kiểm tra đầu tiên sẽ đến từ chị gái của em. Thì chị gái của em có một sở thích là kết bạn Facebook với bạn gái của em. Và sẽ vào họ nói chuyện, hỏi thăm các thứ, xong rồi sẽ rất là quan tâm, sẽ như kiểu những người chị em quan tâm đến nhau, rất bình thường như những người bạn. Và sau đấy sẽ có những cái lời feedback review lại với bố mẹ xem là cô bé này như nào, ăn nói ra sao. Mà chàng trai này chắc là cũng được gia đình chiều đây này, nên là các chị có vẻ hơi lo. Đầu tiên là thẩm tra lý lịch bằng Facebook thì cũng được, không sao. Tiếp theo là đến ông bà của em thì sẽ, cháu ơi ra đây bà nhờ tí, cháu ơi ra đây ông nhờ tí. Ôi bà hơi đau lưng cháu xem, cháu lấy dầu cháu đấm bóp bà có là xem đấy. Có tình cảm không, xem có quan tâm không. Rồi dạ. Tôi nghĩ là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cũng hơi ghê đấy. Cái thứ hai cũng không bình thường lắm đâu anh ơi. Hơi chua. Thì bố em là một người kiểu cực kỳ quan tâm đến tất tật các vấn đề xã hội. Khi mà ngồi ăn cơm với gia đình là bố em sẽ mở đầu câu chuyện một cái gì đó, một cái vấn đề xã hội chính trị gì đó mà vừa mới diễn ra rất là nóng hổi. Xong rồi bố em sẽ xem là quan điểm của mọi người có tinh ý, có quan tâm đến vấn đề xã hội các thứ không. Ví dụ như là bố em sẽ nói về một cái cuộc nội chiến ở Syria chẳng hạn. Đấy. Chết đi. Hay là bầu cử ở Mỹ chẳng hạn. Chết thì sống sao nổi. Rồi bài thứ ba rồi, bài cuối cùng. Không ai khác, chính là mẹ em sẽ bắt đầu, ví dụ là hẹn là một bữa là ăn cơm, có thể nhờ bạn gái là trước khi đến thì mua hộ mẹ cái này cái kia. Thực ra là khi mà đã đến được cái bài kiểm tra cuối cùng là gặp mẹ em rồi á, thì thực ra là sẽ là lúc đấy thì bạn gái em sẽ được biết tất mọi bí mật, mọi tất cả mọi điều thầm kín của em. Nên 4 bài test nghe qua ban đầu thì mình rất là phản cảm. Mình mới nghe mình cảm thấy là trời ơi, không có phải là người Hà Nội nào cũng vậy đâu à. Thế nhưng mà sau á thì mình phát hiện ra rằng là không, thực ra đấy là một cách để giúp đỡ cái người bạn gái của bạn để hòa nhập, thậm chí là thông thái hơn khi lựa chọn. Nên mình thật sự là có cảm tình với cả gia đình bạn dù chưa gặp mặt. Dạ, em cảm ơn ạ. Đó là quyết định của Thanh Duyên. Và em không muốn giới thiệu anh với gia đình em. Khoảnh khắc nào cũng ấn tượng, nhưng mà ấn tượng nhất thì sẽ là khoảnh khắc
được nhìn thấy bí mật cuối cùng của anh. Bởi vì kiểu nó hoàn toàn trái ngược với mình, và nó trúng vào cái bản tính mạnh nhất của em là bản tính bảo vệ. Và khi em nhìn thấy cái bí mật đấy thì em cảm giác là đây chính là cô gái mình nên ở cạnh và bảo vệ cho cô ấy. Khi em nghe anh Quân Ly nói về gia đình của anh Quân Ly, em rất là ngưỡng mộ. Vì cả bố mẹ, ông bà, anh chị đều là gia đình với nhau, đều rất ấm áp. Riêng em, gia đình của em có những cái... có thể em sẽ không tiện nói trên chương trình. Nó làm tổn thương đứa trẻ bên trong của em từ nhỏ cho tới bây giờ, nên là em không có muốn giới thiệu những người yêu của em về gia đình. Em muốn yêu là chỉ nhìn nhận em thôi. Còn việc gia đình của em thì em cũng rất là mong muốn tìm được một người đàn ông có thể về sửa lại cái gia đình cho em. Anh cảm ơn vì em đã chia sẻ cái bí mật này không chỉ với riêng anh mà với tất cả mọi người ở đây. Và đương nhiên anh cũng biết là mọi chuyện nó đều cần có thời gian của nó. Và chúng ta hãy cứ cho nhau một cơ hội đi. Và rồi anh sẽ xem là trong khả năng của anh có thể... anh sẽ cố gắng hết sức mình để giúp em. Tôi mong là chương trình này mà có làm năm sau á, thì chúng tôi sẽ được nói rằng là nhờ chương trình này mà có những bạn này và bạn kia đã kết đôi, và trong đó có hai bạn. Bạn thấy không? Một người khó tính như anh Lê Hoàng cũng tin vào tương lai của các bạn. Nếu thật sự các bạn đứng với nhau á, thì có một việc bạn phải làm sau khi tỏ tình, đấy là báo chị Trang Hạ biết. Bởi vì thật sự là bọn mình sẽ follow và theo dõi những cái gì mà các bạn nhận được, cho dù nó là đau khổ, nó là thách thức hay nó là hạnh phúc, thì bọn mình đều thật lòng là chúc mừng các bạn. Hãy bảo vệ cô ấy cho cuối đời nha. Bạn có thấy cái núi đó không? Vậy bạn biết câu chuyện đó không? Bạn kể cho mình nghe đi. Cái đỉnh núi đó ấy được gọi tên là đỉnh núi Lang Biang. Thì chàng tên là Lang và nàng tên là Biang. Mà ở Đà Lạt này á, có nhiều câu chuyện tình buồn á nhỉ? Cũng khá là buồn nhưng mà... buồn nhưng mà đẹp. Nhưng mà đẹp ấy. Theo anh thì anh nghĩ thế nào là thanh xuân? Khó nhỉ. Vừa bắt đầu biết đi một câu hỏi khó biết không? Thanh xuân. Vậy anh biết thanh xuân của em là gì không? Là gì? Thanh xuân của em là anh đó. À, cái lời nguyền mà người ta bảo là cứ đôi nào yêu nhau đi lên Đà Lạt được về chia tay. Thì em cũng sẽ có thể khẳng định được là em sẽ phá vỡ lời nguyền đó. Ok. Em có bạn đồng hành rồi đấy. Cả hết cả.
Để mà nghĩ là một ngày mình sẽ tìm được một người mà mình cảm thấy là mình muốn gắn bó, kiểu mà lại thông qua một game show thì thực ra Quân Ly chưa bao giờ nghĩ đến cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì mọi thứ đã thay đổi rồi các bạn ạ. Mọi thứ không bao giờ như mình nghĩ đâu. Thật ra là lâu rồi cũng không biết cách nắm tay đúng nghĩa như thế nào mọi người. Chương trình này thì cái tính nhân văn của nó đó là người ta có thể thật mà càng ngày càng cao, và đến phút cuối cùng ấy, là có thể cái sự thật đến rất là chân thành và người ta muốn đến với nhau thật. Anh từng nén tán tỉnh thành công bản thân của người yêu, nên ra đây là một trong những cái mà em không thích. Thực ra chúng ta phải có những cái giới hạn, bồ của bạn với bạn của bồ là đừng có nên dây. Không tới mức độ cấm nhưng mà cũng không hay. Nên tránh. Nhưng mà cái này em có thể sửa đổi được. Tại vì người ta nói á, con người á thay đổi theo thời gian. Huống gì đây đã là 8 năm rồi, thì em sẽ thay đổi một cách chín chắn hơn. Dám nói lên sự thật và bạn tin là bạn thay đổi được, thế là tốt chứ. Chúng ta thôi vỗ tay ủng hộ cho bạn. Thực ra đầu 20 tuổi thì em nghĩ là cũng 21 tuổi và tuổi trẻ mà. Tuổi dạ, thích chinh phục. Mới lớn mà. Cho em hỏi một câu, em chấp nhận chọn một người sửa đổi hay là chấp nhận một người mà lén em đi làm những cái chuyện xấu mà em không biết? Sửa đổi. Thì em phải chọn anh rồi. Lúc nào cũng rất là tự tin, cho anh đi. Đôi lúc anh rung động trước đàn ông. Cảm ơn bạn về cái sự dũng cảm của bạn. Mình vô cùng yêu bạn Đức Tuấn bởi vì cái chia sẻ của bạn nó rất là chân thành. Phụ nữ đa số chúng ta đau đớn là vì chúng ta bị lừa dối. Và nếu như bạn che giấu cái giới tính hoặc là cái rung động hoặc là thậm chí là cái xu hướng đối với người bạn đời á, thì người bạn đời của bạn sẽ cảm thấy không chỉ bị tổn thương, bị coi thường hoặc coi như là một cái kẻ mà ngu ngơ, không biết gì cả. Vì thế nên khi mà bạn sòng phẳng với người ta, nghĩa là bạn đang tôn trọng và bạn cho họ quyền lựa chọn. Bạn rất là tuyệt vời khi đã dám tới đây để thật với mình. Thì tôi thấy rằng đây là một cái bộ phim, nếu gọi là phim á,
thì kịch tính quá cao. Có những phim mình xem hay là mình về mình sung sướng, nhưng mà có những phim mình xem hay mình về mình suy nghĩ, đây là loại thứ hai. Chào đón em lên chuyến bay của hành lý tình yêu. Con gì kìa? Và chào em. Anh biết em là một tiểu thư giàu có. Nhưng tiểu thư thì sao? Tiểu thư sẽ phải yêu tráng sĩ. Và hôm nay anh sẽ là tráng sĩ của em. Và hôm qua trên đường đi săn về á, anh có bắt gặp một chú thỏ này rất là dễ thương, nên anh đã bắt tới đây để tặng em. Cảm ơn anh. Dạ em rất là thích, rất là dễ thương. Trong suy nghĩ của em là gì? Em thấy ngoài sức tưởng tượng của em á, em thấy xinh quá. Cảm ơn anh. Anh thích yêu tiểu thư giàu có nhưng chưa bao giờ với tới. Bạn đang rất thành thật, không ngại người khác chê cười. Cái điều này cũng đáng quý nha. Anh cũng luôn có một ước mơ là muốn quen một tiểu thư để xem cuộc sống họ trình như thế nào, có khác hiện tại của mình. Và anh đợi ngày hôm nay để lên đây để chinh phục em. Như ba em luôn luôn nói, con kiếm ai cũng được, nhưng chỉ cần người đó có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình trước, và sau đó là trách nhiệm với gia đình của mình sau đó. Thì nếu mà nói về cách yêu của em thì cái việc giàu nghèo nó không phải là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề là cái tình cảm và cái trách nhiệm mà hai người có cho nhau trong cái khoảng thời gian này và sau này nữa, và có thể là cùng nhau xây dựng nên một cái gì đó thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Em có chấp nhận một người như anh để tìm hiểu em được không? Em sẽ cho anh một cơ hội. Và chúng tôi tuyên bố chàng trai này và cô gái này đã vượt qua mọi thử thách của chuyến bay này. Xin được chúc mừng. Một trải nghiệm nói chung là em thấy là rất là thú vị, là em từ gặp gỡ và biết được những cái bí mật của mấy bạn nam, và nhất là bí mật của anh Hiểu rất là thú vị. Em cảm giác được như vậy. Mình thì mình cảm giác được rất là vui, vì tự nhiên cái điều mà mình mong ước bấy lâu nay mà tự nhiên hôm nay là được làm được thành sự thật. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ được chọn tới vòng cuối cùng đâu. Mình sẽ nghĩ nếu mà không bị loại vòng 1 thì chắc qua vòng 2 cũng bị rồi. Em đẹp lắm. Em cảm ơn anh. Cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé. Ok anh. Anh có dự định gì về tương lai, bạn trai đồ các anh kiểu? Trai luôn. Dự định hả? Có nhiều cái gọi là duyên để duyên nó tới. Bây giờ có dự định cỡ nào thì duyên nó không tới, nó cũng như vậy thôi. Ủa chứ gia đình mà Hân lớn như thế này rồi mà mẹ không hối Hân à? Không, mẹ Hân đặc biệt lắm nha. Hân rất là hên luôn, mẹ Hân là cái người duy nhất mà kiểu con đừng có lo về cái việc là cưới sinh gì hết á, cứ trải nghiệm đi, cứ sống đi, rồi khi nào gặp được ai đó đúng người rồi hẳn cưới. Lên xe. Đây. Dạ rồi. Lên xe đi em ơi. Calls to me, I hear its voice, make my choice. Để bữa nào anh chị
anh tặng cho em chị xe Vespa nhá. Trời ơi, anh tặng cho em luôn mà, anh không cặp thì là cho em đi. Chắc chắn rồi. Vậy đó hả? Đúng rồi. Thế. Vậy nhá, anh nói đó nha. Rồi, anh nói mà, anh nói là làm chứ. Thoải mái luôn em ơi. Lên luôn em ơi, lên luôn. Giúp ngô mà. Người xin hỡi, người trốn đây. Chương trong yêu đồng tình. Và thời gian nơi chuyến thái. Hopes and dreams play their feet here in this wonderland. Trong vòng tay anh, dù đêm đông, dù mưa giông, mình vẫn có nhau phút xa rời. Hứa sẽ mãi yêu em trọn đời như thế. Chẳng đến cách xa anh thêm một lần. Lâu lắm rồi không mới lên Đà Lạt á. Mà Hân cứ thấy mấy chợ này hoài mà rất là muốn đi mà tới giờ vẫn chưa đi được. Hôm nay Hiền sẽ đưa Hân đi hết Đà Lạt luôn để cho Hân biết. Không khí đây nó thoải mái ha. Em rất là thích. Em thích cái không khí mà nó thoáng mát một tí vậy nè, rất là tĩnh lặng. Tại vì cuộc sống của em hồi đấy nó cũng như thế này. Cho nên là về Sài Gòn nhiều khi em cảm giác như là nó hơi bị quá nhộn nhịp. Cho nên đôi khi em lại cũng thích tới những nơi như thế này. Trước đây bí mật của anh là thích yêu một tiểu thư giàu có, em có nhớ không? Mà giờ anh thay đổi rồi. Anh thích em vì cái tính cách của em này, vì sự chu đáo, nhiệt huyết của em. Còn bây giờ em có là tiểu thư giàu có hay không nữa thì cũng không có sao đâu. Chương trình này nó rất là đa cảm xúc. Vui có, buồn có, xúc động có. Bực bội có. Bực bội có. Thất vọng có. Thất vọng có. Nói chung là rất nhiều cảm xúc mà nó dồn dồn dồn. Và tạo cho em có những cái là à, mình cũng phải học theo những cái này trong tình yêu nè. Rất ngọt ngào, gương mặt thì điển trai. Vâng, tuyển ngay anh. À, tuyển ngay. Thôi tuyển ngay rồi. À, thôi thì tôi cho biết tuổi của bạn trước đi nhỉ? Mình vừa đủ. 18 hả? Mình vừa đủ. Vừa đủ là 18 tuổi đấy. Bạn cảm thấy mình cũng không
không quá lớn hơn mình và cũng không quá trẻ hơn mình. Không. Chỉ là để hỏi thử cho biết thôi, còn cái đấy cũng không quan trọng lắm đâu. 26. Tại sao không cho bạn cơ hội? Ô, em có nói em không cho bạn cơ hội đâu. Em thấy sao về bí mật này? Về tuổi thì nó hơi sốc một chút xíu, nhưng mà về nói về tình yêu thì không sốc lắm. Đối với em, quan điểm về tuổi tác không thành vấn đề. Bạn thấy cái CV của chàng trai này thế nào ạ? Vâng, tuyển ngay anh. Tuyển ngay. Thôi, tuyển ngay rồi. Em chưa bao giờ yêu một người kém tuổi cả. Thật ra là không biết cái trải nghiệm nó sẽ như thế nào. Nhưng mà em dám chắc rằng em không thể biến mùa hạ thành mùa đông, nhưng em có thể biến anh thành phi công của em. Chúng tôi tuyên bố hai hành khách của chúng tôi đã vượt qua mọi thử thách của chuyến bay này. Thú thực á, đây là cặp đôi mà có độ tuổi chênh lệch nhất trong chương trình. Theo em biết là chị Ngọc đây là lần đầu tiên chị quen trai trẻ hơn mình đúng không chị? Trước đây em cũng vậy nha, em toàn là quen trai già hơn em thôi. Em ghét trẻ lắm, em con nít em ghét lắm. Và bây giờ chồng em là trẻ hơn em. Chị ơi, nhiều cái hay ho lắm. Kết hợp với nhau thật thì nó là một cái bằng chứng hùng hồn để nói rằng là tình yêu không có biên giới. Người yêu cũ 20 tuổi là đâu ạ? Quen đâu ạ? Trong này, 20 tuổi mấy cái đấy nó với em không quan trọng. Mấy đấy nó cảm xúc là mình quá hợp về vấn đề trêu nhau hả? Trêu người khác và kiểu cà khịa người khác. Thế là thành ra bắt đầu nói chuyện với lúc đó chị cũng tưởng em là gay. Lúc đó em đi làm về xong rồi em đang đứng đợi xe, chị bảo Lân ngồi xuống đây. Em ngồi xuống em sao? Em đang ở Sài Gòn, em mình cứ thoải mái lên, mình không việc gì mình phải giấu gồng, cái gồng không việc gì phải giấu cái gồng gì về cái giới tính thật của mình cả. Em cứ nói đi. Em gay đúng không? Không, em không. Em không gay, chị em sao đấy? Em và để chứng minh mình không gay thì mình phải yêu chị đúng không? Lại gần hôn anh. Không, mình đi thác đi. Ok. Thật ra mình cảm thấy đi với chị Ngọc cũng khá là vui. Nói chuyện với chị ấy cũng rất hợp. Không biết là sẽ đi được bao xa, nhưng ít ra mình thấy vui vì mình có thêm một người bạn mới. Thoạt nhìn thì tưởng Lân cũng còn hơi trẻ con, nhưng mà nay đi chung thì thấy trưởng thành tâm lý phết. Cũng hết lo toan chu đáo. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu người trẻ tuổi hơn nhiều như vậy, nên cũng chưa biết sao nữa. Nhưng mà thôi kệ, cứ đi theo cảm xúc thôi, cái gì đến sẽ đến. Hơi bất ngờ là cậu này cũng đàn ông và lãng mạn ra trò. Đây là Hồ Tuyền Lâm. Mà em đã nói cho chị biết là em biết chèo thuyền chưa? Chưa. Thế thì nhá, rất may chị. Rất may hôm nay chị em đã tìm được một con thuyền. Em sẽ trổ tài chèo thuyền. Chị ở trong bàn vòng tay em thì không có gì là không thể. Nhà đến một chỗ mà không có ai như thế này thì đây là đầu tiên. Oh, để chờ thiệt kinh không? Đấy. Thử hét không? Không. Em thật chị phải hét thử đi. Em hét đi. Không bây giờ nhá. Không bây giờ em hét trước, không chị hét sau. Hét đi, hét đi. Không chị phải hét thử.
bao giờ chuyện bọn mình lại thành không nhở? Đùa chứ hỏi cô ấy không biết trả lời nào luôn. Đâu, đến tính đúng không? Tính mai tính. Wow, wow. Trông lãng mạn dã man luôn ý. Cái lều đẹp ghê. Em làm từ bao giờ đấy? Nó là bí mật, nó là một bí mật. Chị thấy đi chơi với một người ít tuổi hơn chị thấy thế nào? Hiện tại thì đang thấy rất là vui. Mình không phải làm gì cả. Vừa đấy. Em chưa bao giờ làm những điều lãng mạn này đâu. Tự hào quá. Thì ai vẫn sẽ có lần đầu mà đúng không? Nhưng mà hơi lạnh gì. À, thế có cách. Bây giờ nhá, em với chị làm tí rượu Sâm Ngọc Linh Con Tum K5 uống vào cho nó ấm lòng. Chị có biết rượu sâm có tác dụng gì không? Không biết. Muốn nói hết yêu thương từ chính con tim em lúc này. Hãy quay lưng nhìn về người luôn bên ấy. Làm đó chính em. Làm sao để đến thật gần. Có thể chung bước đi hay em vẫn cứ âm thầm. Em bao nhiêu chưa đến. Chờ đến tối, xong rồi chiều thôi. Yêu em anh phải có tiền. Thực sự mà nói thì trước đây em có một cái mối tình khá là sâu đậm. Em quen anh đó cũng gần 2 năm. Gia đình biết nhau hết thì có thể gọi là gần như là sắp cưới. Lúc mà em quen anh ấy thì anh ấy bị phá sản, không có tiền. Và anh ấy cũng rất là nỗ lực để kiếm. Nhưng mà cho đến một ngày thì anh ấy không thể nỗ lực hơn nữa. Cũng như là nhiều cái áp lực trong cuộc sống phải lo từ phía gia đình hai bên rồi tới chuyện sắp cưới. Về phía gia đình em thì lúc đó thì điều kiện cũng khá hơn nhà anh ấy. Anh ấy bảo là nếu mà cưới em anh không có tiền thì anh không có dám cưới. Nhưng mà anh ấy luôn cho em một cái suy nghĩ là à, mình đã là của nhau rồi đó, mình như kiểu vợ chồng của nhau rồi. Xong cho đến một ngày thì em phát hiện anh ấy phản bội. Phản bội một lần em bỏ qua được. Tại vì em nghĩ là mình có cái gì đó gọi là gia đình rồi. Cũng như là nó qua cái bước tình yêu rồi, nó chuyển qua cái sự tình nghĩa rồi. Xong rồi lần thứ hai là lúc đó anh ấy quay lại với bạn gái cũ để nhờ cô ấy hỗ trợ về tài chính. Lần thứ ba là ngay sinh nhật em, anh ấy hẹn với một cô gái đã có gia đình. Anh ấy dắt cô ấy về nhà của hai đứa cùng ở ngủ. Xong rồi còn gửi clip cho em, rồi cô ấy mặc những bộ đồ là của em. Em cảm thấy rất là sốc, lúc đó em mới bỏ đi. Em không biết là chuyện tình em với bạn có thể đi đến đâu. Nhưng mà nếu mà bạn có mở lòng cho em tiếp xúc với bạn thì em sẽ cố gắng bù đắp lại những cái gì mà bạn đã bị tổn thương. Nghĩa là em muốn nói với anh á, em không phải là người phụ nữ thực dụng. Em là người phụ nữ thực tế. Em có thể tự kiếm tiền được và anh cũng có thể tự kiếm tiền được. Em muốn mối quan hệ nghiêm túc, có nghĩa là cả hai cùng kiếm tiền và cùng phát triển cái mối quan hệ đó tốt hơn. Anh muốn nói với em là giống như nãy thôi. Cảm ơn vì em đã chọn anh. Anh sẽ cố gắng cho cái tình cảm mình đi xa xa nhất có thể. Anh từng bị cắm 4 cái sừng nên sợ phụ nữ. Tức là cái quan điểm về tình yêu của anh á, thì là anh không sợ người khác phải đeo đuổi em đâu. Em có bao nhiêu người đeo đuổi thì anh càng hãnh diện thì... Và anh sẽ cố gắng làm em càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng mà anh sợ nhất là gì biết không? Là em đáp lại cái tình cảm đó. Ừ.
em hiểu cái cảm giác mà mình phải chạy chiếc sạp rượt theo cái anh kia chở người yêu mình đi bằng xe máy. Nó vô vọng mà mình tìm, mà mình phải tìm hàng giờ liền. Em có coi phim Mắt Biếc chưa? Giống vậy á. Tôi nghĩ thế này nhá. Trong cuộc sống này, không biết quý vị thế nào, nhưng tôi tin rằng mỗi một người đàn ông trưởng thành đều đã phải chạy theo và rơi nước mắt vì một mối tình. Khao khát hạnh phúc là mong muốn của tất cả con người trên trái đất này. Và một hạnh phúc thực sự phải có một tình yêu đôi lứa thực sự. Từ nhỏ, em đã lớn lên không có cha mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ chờ câu chuyện của em. Mời Tú. Đây là một câu chuyện của riêng em, và em không muốn nhận cái ánh mắt thương hại từ mọi người. Hiện tại bây giờ em đang sống với cô chú của em và cũng là ba mẹ nuôi của em. Từ nhỏ, khi mà em 8 tháng tuổi là ba em qua đời. Mẹ em rời đi. Rồi em sống với ông bà nội. Khi mà 5 tuổi thì cô chú em nhận nuôi em, rồi cho em ăn học. Em thì mẹ em cũng mất sớm á. Nguyễn nói sao ta? Em thì nói vợ cứ mỗi lần mà cái gì mà nhắc tới ít khi nào đỡ nước mắt lắm mà cứ nhắc mẹ. Wow. Bản thân của anh là một người đàn ông mà anh thiếu mẹ, mà anh còn cảm thấy là rất là thiếu thốn. Thì em là một người phụ nữ mà thiếu mẹ thì anh nghĩ là nơi đâu mà em phải gánh phải thiếu cả ba lần mẹ thì nó rất là lớn. Và anh đồng cảm với là cái điều đó. Cảm ơn. Khi cuộc sống mà có sự tương đồng thì chúng ta rất dễ để chia sẻ với nhau. Thì hãy trân trọng cái duyên và giây phút này. Hôm nay khi được vô đây gặp Tú và may mắn khi mà Tú lại chọn Long thì giống như Long chia sẻ cái ban đầu là cái bản tính chinh phục của mình á, thứ nhất là nó đã đạt được rồi, và cái thứ hai nữa là sau khi mà biết được cái điều bí mật cuối cùng của Tú thì Long cảm thấy được cái sự đồng cảm. Mục đích tham gia chương trình của em là tìm được một người đàn ông đủ chín chắn, đủ hiểu, đã từng trải qua rồi để hiểu được em. Rồi bây giờ em tìm được một người như vậy cho nên em thấy rất là hạnh phúc. Em mong là anh có thể chịu được tính của em. Em mít ước nhõng nhẽo, đôi khi em cũng hơi cọc tính nữa. Cảm ơn anh vì đã lựa chọn đúng cái bí mật của em. Em cảm thấy là anh là một người hiểu em một phần nào đó. Như lúc nãy em có nói là anh nhìn vào lúc mà em chia sẻ rất là nhiều, và điều mà anh ấn tượng nhất là cái đôi mắt của em. Trong đôi mắt của em nó có cái gì, điều gì đó buồn buồn đó. Em thấy anh là một người đàn ông có bản lĩnh. Em thích điều đó. Cảm ơn. Là lúc anh nhìn vô mắt em, em cảm nhận được cái sự đồng cảm ở đó. Tú thì cũng đang đi học. Thời anh thì cũng có công việc, nhưng mà chắc chắn cả hai sẽ giữ liên lạc và trao đổi với nhau. Và quan trọng là em có đồng ý hay không thì chúng ta sẽ sắp một cái lần đồng gần nhất và tùy muốn. Và con gái em bị khiếm thính. Chính xác. Cuộc hôn nhân của em á, thì lúc đầu em ngỡ là em rất là hạnh phúc, có thể gọi là lúc đó là hạnh phúc nhất trên thế gian đó. Nhưng mà nó kéo dài cho tới khi con gái em được 14 tháng. Thì cái khoảng thời gian đó là
từ quê hai mẹ con em dìu dắt nhau lên đây, giống như là em bắt đầu một cuộc sống mới vậy đó. Thì em đã cố gắng thật nhiều để mà lo cho con gái của em. Thật sự là bây giờ em đủ tự tin để em nói rằng là em có thể lo cho con gái em rất là tốt. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó, cái nỗi đau em nghĩ là lớn nhất đó em vượt qua được rồi. Thì có một nỗi đau khác. Nó lại đến với em. Sorry. Khi con gái em gần 3 tuổi thì em phát hiện ra được một sự thật. Em có nghĩ là em vượt qua được chuyện đó rồi khi mà em đứng đây để em kể ra, nhưng mà thật sự là khi mà con gái em gần 3 tuổi thì em phát hiện ra là con gái em không nghe được. Lúc đầu sau cuộc hôn nhân em đã vỡ thì em cứ nghĩ là nó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình rồi, và mình còn một cái niềm an ủi nho nhỏ nữa. Nhưng mà khi mà em phát hiện cái việc con gái em không nghe được, cả bầu trời nó giống như là sụp đổ vậy. Còn đối với Bảo thì anh chỉ nói thế này: em rất khao khát được yêu thương và tìm được một người bạn đồng hành. Đây là cơ hội của em. Tôi rất mong hai bạn đến với nhau, bởi vì là hai bạn á, về mặt độ cảm động và chân thành thì nó rất là cao. Cho nên là mà tình yêu thì cái đấy là quan trọng nhất. Cho nên tôi rất mong hai bạn đến với nhau. Dạ, cảm ơn. Là như vậy, và tôi chúc cho hai bạn ít nhất thì cũng có một tình bạn tốt đẹp và lâu dài. Em nghĩ cũng như anh thôi. Em nghĩ là bây giờ thì hai bạn cứ tìm hiểu, và em nghĩ là hai bạn có thể là đi tiến xa hơn, nhưng mà không đi xa được thì em vẫn còn nghĩ là hai người có một cái tình bạn rất là đặc biệt. Thì thật sự là mình đến đây lúc đầu là với tinh thần là giống như là mình tham gia một cái game show thôi, nhưng mà không nghĩ là mình có thể gặp được anh. Khi mà mình nghe xong á thì mình cảm nhận được là anh là một người nói chung là sống rất là tình cảm, trân trọng những cái gì nó của gia đình á. Mình không nghĩ là mình sẽ tìm được một người như vậy trên game show. Mình là hồi nào giờ mình cứ tưởng là chơi game là cái gì đó nó sẽ có biên kịch, nó sẽ có kịch bản, nó sẽ được soạn thẳng ra hết, và cái người chơi thì sẽ dựa vào những cái đó để mà mình giống như cho khán giả xem mà. Nhưng mà khi mà mình tham gia game show thực tế rồi thì mình trải qua rồi thì mình nghĩ là nó không phải là như vậy. Mình cảm thấy là mình đến đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Em rất là, anh cảm giác em rất là tinh tế, rất là sâu sắc trong từng câu hỏi của em. Anh có để ý em là người con gái rất là sâu sắc. Những câu hỏi của em hỏi nó rất là nhẹ nhưng mà rất là bén. Hỏi rất là hay. Thì anh cảm nhận là em có một cái sự từng trải, có một sự gì đó sâu sắc trong cái cuộc sống. Tức là hai cái vali đầu anh nghĩ là anh sẽ bị loại vào cái vali thứ hai. Tại thực sự là chỉ có một cái người con gái đủ bao dung hoặc là đủ cái trải rồi mới thực sự giữ lại nè. Thì cũng cảm ơn em, tôi cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều. Anh có một người con ở Pháp. Đúng. Đối với mà nói á, đẻ con ra á, con gái hay con trai á đều là con của mình hết. Thì cái việc đầu tiên á là mình phải có trách nhiệm với con của mình. Em rất là xúc động bởi vì á là ba mẹ em đã ly hôn. Nên em rất là quan tâm đối với lại những người đàn ông họ đã có con và họ không cần biết là ly hôn hay không, nhưng người ta phải có trách nhiệm đối với lại đứa con mà mình có góp phần sinh ra nó. Đúng, anh rất là có trách nhiệm. Thời gian nghỉ anh cực kỳ ít,
một năm anh phải đi ra ngoài 4 lần hoặc 5 lần để anh chơi với nó những ngày nó nghỉ. Hai bạn hãy thành thật là hai bạn có cảm xúc thật sự và có thích Thanh Jasmine hay không? Hiện tại bây giờ là em muốn quen. Cô ấy cá tính như hồi đầu đề ra chương trình là em thích người cá tính, mạnh mẽ, đôi khi cuồng bạo bùng cháy, có khi thì rất là lắng động lại. Từ trước đến giờ em chưa gặp được một người đàn ông xứng đáng. Nhưng khi em gặp được một xứng đáng, em sẵn sàng có thể cùng với anh ấy có chung là có những đứa con thật là tuyệt vời. Và em cũng rất là vui vì anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Chị chưa đi tới đây? 10 năm. Hôm bữa nào anh phi công dẫn chị đi chơi. Dẫn đi đâu? Ở đây hả? Ừ. Hôm nay trời đẹp quá, hoa cũng đẹp, người cũng đẹp. Đặc biệt anh phi công đẹp hơn, trẻ hơn. Trẻ hơn. Trời đất ơi. Mà nè 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 mọi người nhìn nè. Nhìn hai đứa bỏ tiếng ra, anh bỏ tiếng ra coi đứa này nó nhăn hơn. Bỏ tiếng ra. Nhìn nè. Mọi người hãy nhìn nhìn tôi và anh Phi Công có ai trẻ hơn? Tất nhiên rồi. Tất nhiên là tôi. Rồi ok. Giờ người ta lại nam cài hoa cho nữ xưa rồi phải không? Đúng rồi, bây giờ phải là nữ cài hoa nè. Đẹp chưa? Đẹp. Trời ơi quá đẹp luôn, đẹp gái nha, nhìn em mất. Ôi trời. Thì nó đẹp gái ghê chưa? Mông he đẹp gái chưa? Anh có mơ về một túp liều chanh hai trái tim vàng? Có chứ. Túp liều chanh hai quả tim vàng, mà tim bằng vàng mới được nha. Nhưng mà phụ nữ cần phải biết nấu cơm không? Không biết thì tập biết gì. Nhưng mà anh có đủ kiên nhẫn để ăn dở 100 lần không? 50 lần thôi chắc được rồi. Hồi xưa cũng mơ mộng tùm lum, nhưng mà giờ thấy cuộc sống nó cần cái gì đó nó bình yên, với lại nó đơn giản thôi. Một người đàn ông hiểu mình nè, thương mình thật sự nè, mong muốn là sống một cuộc đời bình yên với mình là được rồi. Tại sao nay em đưa em tới đây không? Ba đi trước mặt em á, như là lời hứa đó. Uống rượu vang, mặc đồ đẹp, ngắm tháp Eiffel, đội nón trắng. Nhưng ăn bánh, rất tiếc là không có xôi gà ở đây, mình ăn bánh thôi, Pháp. Đúng á, lần đầu tiên chị cũng được ngắm cái cảnh rất là lãng mạn từ trên, nếu như mà nhìn thành phố phía xa á. Hơi lạnh hả? Thôi đẹp là được. Sao rượu vang Pháp là thấy ngon? Thật ra thì rượu ngon hay không không quan trọng, quan trọng là mình đi với ai mới thấy ngon. Chị nghĩ cả anh với chị thật sự là rất là bận rộn với công việc của mình á. Cũng... đúng rồi đó, các chị đi làm nhiều quá. Không có thời gian. Không có thời gian. Anh cũng vậy thôi, cũng làm quá trời nhiều. Đúng. Nam mình ngồi đây uống rượu vang, ăn bánh Pháp, ngồi ngắm tháp Eiffel. Lãng mạn ghê. Cho anh mượn tay. Cho mượn đâu có trả lại không? Được, trả trả. Tay là trả lại. Chừng nào trả? Chút mà. Thấy tay anh ấm không? Ấm. Thật ra chị thích cái những cái giây phút nó như thế này nè. Rồi về Sài Gòn chắc nhớ nha. Chắc nhớ giây phút này lắm ha.
Lạ đúng không? Chết rồi, nay có người về mất ngủ rồi. Tôi xin được chia sẻ với quý vị, đây chính là hành trình cuối cùng của chuyến bay hành lý tình yêu trong mùa thứ nhất. Chúng ta đã khép lại một mùa rồi, anh Hoàng ạ. Có nhanh dữ vậy? Harry. Ồ, nhanh quá giờ, trời ơi. Harry vẫn còn đang lơ lửng trên mây. Cố vấn là có vài cặp mà. Cảm xúc đang còn lại trong mỗi vị cố vấn là gì? Anh Hoàng trước ạ. Thực sự, mình rất là mong họ có hạnh phúc. Và nếu mà có hạnh phúc, mình có tự hào thực sự. Chính xác. Là mình có theo dõi những cặp này về sau. Chứ không phải là mình xong đứng đây là xong. Dạ. Và chúng ta vẫn dõi theo họ ngay khi cả chuyến bay. Và nếu sau này họ có thành công, chúng ta sẽ băng khoe. Khi mà đã ngồi khá là người game show rồi, và cái game show này mang lại cho Võ Hoàng Yến cũng như tất cả người ở đây một cảm xúc rất là thật. Bởi vì từ tất cả những người tham gia, họ đều là đến từ rất nhiều những cái công việc khác nhau, ngành nghề khác nhau, độ tuổi khác nhau, giàu có, nghèo có, sướng có, khổ có, và tất cả mọi thứ đang xen lại làm cho mình đôi khi mình cũng bị dâng trào cảm xúc theo họ. Và quan trọng nhất là ban cố vấn ngồi đây cũng có thể nhìn ra được những cái điểm để có thể xe duyên, và hy vọng đó sẽ là những cái món quà sau này cái khoe được với mọi người. Và mong rằng chương trình này sẽ không còn dừng lại ở đây và sẽ còn tiếp tục rất nhiều mùa sau nữa. Xin cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, điều chúng tôi luôn cảm nhận được trên chuyến bay của Hành Lý Tình Yêu đó là chúng tôi không tham gia một chương trình mà chúng ta đang đồng hành với những người chơi thực sự. Cảm ơn những hành khách đã tin tưởng chuyến bay tình yêu của chúng tôi để đến đây. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, chờ đợi, chúc phúc cho các cặp đôi bay cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong một chuyến bay gần nhất cùng Hành Lý Tình Yêu The Back Kid Việt Nam. Tôi là Thành Trung, cơ trưởng trên chuyến bay tình yêu này. Xin chào và hẹn gặp lại.